Ngày hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố giữa đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ ở mức 24.249 đồng, giảm 16 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết giá mua bán đô la Mỹ ở mức 23.400 đồng và 25.450 Việt Nam đồng một đô la Mỹ. So với hôm qua ngày 25 tháng 7, thì giá đô la Mỹ mua vào và bán ra được niêm yết ở những mức như sau. Vietcombank giao dịch ở mức 75.091 và 25.461 Việt Nam đồng một đô la Mỹ, giảm 57 đồng ở chiều mua vào và giảm 17 đồng ở chiều bán ra. BIDV là 25.121 và 25.461 Việt Nam đồng một đô la Mỹ, giảm 60 đồng chiều mua vào và 17 đồng chiều bán ra. Techcombank ở mức 25.088 và 25.461 Việt Nam đồng một đô la Mỹ. Cùng thời điểm, tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tại Hà Nội được giao dịch ở mức là 25.696 và 25.776 Việt Nam đồng một đô la Mỹ theo hai chiều mua và bán, tăng 10 đồng chiều mua và 40 đồng chiều bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua.